Hello anh em, xin chào em đã trở lại với Siro Bình, Siro và Takimi. Rất vui vì em được gặp nhau với những clip thì em đang có mặt tại con ạc Kisame huyền thoại của mình. Đây là con ạc S11 Kureha nha anh em. Hôm nay thì mình quay trở lại với con ạc này thì mang đến cho anh một clip đánh đấm này. Chúc anh em một ngày tuyệt vời, như là xem clip nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nha. Hôm nay thì theo như cái đợt update gần nhất đây thì nó đã thay đổi phần thưởng của phó bản vực sâu từ level 140 trở đi. Cho nên hôm nay mình sẽ dùng con ạc Kisame của mình để mình đánh, để mình xem phần quà nó có thay đổi giùm nha anh em. Thường thường thì anh em đi qua vực sâu thì nhận được đồ rất là cùi đúng không? Đây, chỗ này nè. Đó, từ cái 140 nha anh em, tức là từ phó bản Magellan của Imperdao trở đi thì phần quà sẽ thay đổi. Thì anh em chúng ta sẽ vào để xem thử coi phần quà nó có thay đổi thế nào hay không, hay là vẫn cùi bắp như xưa. Đây, hiện tại thì trong đây thì phần quà như anh em thấy thì rất là thơm bơ luôn. Ui, chúng ta có thể nhận được ly rượu của Sen tóc đỏ, bình rượu râu đen, lót tay của Jojo, hoa cài ngực Akenu, BB của Sen nè, ba cái súng của râu đen, nói chung là báu vật của râu đen, của Jojo kim cương, của Sen tóc đỏ với lại của Akenu đó. Wow, ngoài ra chúng ta còn nhận được trái thôi miên nữa là trái 7 sao nha anh em, trái con nhện, trái lá trắng. Ở bên đây thì có thể mình được một số trái 6 sao, còn nhận được cái túi cờ sơ cấp nữa. Ui, túi cờ sơ cấp là nhận một nguyên một lá cờ luôn anh em, chứ không phải mạnh đâu nha. Hoặc là mạnh hợp chim tinh, túi tài luyện bảo thạch hào hoa. Rồi, ngon dễ chơi anh em. Rồi, quất liền luôn nè, nói năng làm gì mình, tại mình còn 10 lần luôn nè. Cái này thì thực sự mình không bao giờ đi luôn á, cho nên là lần lúc nào cũng còn tối đa hết. Quan trọng thì mình nghĩ chắc là các bạn cần phải đánh được hạng cao. Nếu mà các bạn đã được hạng cao thì sẽ nhận được phần quà ngon nó sẽ rơi ra đó. Nhưng mà còn tùy vào may mắn của các bạn lật bài nữa. Theo mình biết thì các bạn còn phải lật bài may mắn nữa. Ủa sao nó trâu vậy? What the hell? Sao chơi tụi nó mạnh vậy? Đến vậy sao chơi? Ôi thì ra là tăng phần quà lên thì cũng tăng sức mạnh tụi nó lên rồi anh em ơi. Máu của nó 8.000 dạng sao đánh? 8.000 dạng tức là 80 triệu đấy. Ai đánh nổi? Thằng Minh Gâu mình nó quẹt còn trắng như vậy thì sao mà win được? Thôi thua đi em. Mình cứ tưởng ngon ăn ai dèm đánh được lần được có xíu máu 1 2 3, chắc là được 1/20 ống máu nó thôi, bỏ đi mà làm người đi em ơi. Mấy cái này thì mình nghĩ chắc là những cái thanh niên lực chiến cao thì bây ra mới đánh nổi. Rồi xem sơ qua phần quà của bạn tiếp theo 145 xem sao. Phó bạn này thì chúng ta cũng nhận được Sen tóc đỏ này, nhưng mà hình như là báu vật khác, loại báu vật khác anh em, thắt lưng của Sen được các kiểu này, của Akenu rồi của Jojo kim cương, của râu đen cũng có này, các quỷ là thiên mã, trái vỡ vụn, trái Giffin, trái hổ đen cũng có luôn nè. Ngoài ra thì được trái 6 sao, hộp quà sơ cấp, túi cờ sơ cấp. Rồi tiếp tục vẫn y chang như nãy thôi anh em. Nhưng mà báu vật thì nó sẽ ngon hơn, loại khác hơn của cái kia. Tức là các bạn phải đánh hai cái này để nếu mà muốn sưu tập đủ 6 cái. Ok, tiếp theo là các bạn 150 thì phần quà sẽ là trăm cài của Shiraoji, tức là bắt đầu từ các bạn 150 các bạn sẽ có báu vật mới nè. Báu vật của Shiraoji, báu vật của Tiger, rồi báu vật của Zimbel nè. Báu vật của Tiger, Zimbel với lại Shiraoji. Rác quỷ là thôi miên, con nhện, lá trắng, rồi nói chung là một số trái 6 sao, trái 7 sao thôi, cũng như cũ. Rồi tiếp tục sẽ là phó bản 155 thì phần quà sẽ là cũng là ba loại đó, Tiger, Shiraoji với Zimbel, nhưng mà nó đổi ngược lại, tức là ở đợt trước thì ba cái trước và ở sau thì ba cái sau, để đủ sưu tập đủ 6 cái đó anh em. Rồi tiếp tục là vẫn như vậy. Rồi nó coi 160 rồi nó khác dụng nha. Mình cứ tưởng ngon ăn anh em, ai dè vô mình quất cái thằng Minh Gông nó quẹt mà thấy không mất máu là thấy sai sai rồi. Đưa vào thấy 8.000 dạng máu, trời ơi. Rồi báu vật của 160 với là 165 thì nó cũng giống nhau nha anh em, tức là ba cái nó chỉ ngược hồi nãy như mình nói là ba cái trước và ba cái sau thôi. Báu vật của Shiki sư tử vàng, báu vật của Shisa với lại báu vật của Mingo, đôi Flamingo ghê thiệt. Wow, gắt chưa. Mình thử chơi liều giờ mình quất cái phó bản cuối cùng luôn nè anh em. Đấy, giờ mình đánh phó bản cuối cùng luôn coi thử cái sức mạnh của tụi này nó như thế nào nha. Hồi xưa mình đánh này vẫn win nè, nhưng mà bây giờ thì chắc khác rồi anh em. Máu 3 triệu. Ủa khoan, ủa tính ra máu 3 triệu là đâu có trâu vậy đâu ta. Ủa 3 triệu thôi,
Hồi nãy là 8.000 vàng, tức là 80 triệu, bây giờ có 3 triệu anh em. Hình như là nó bị lỗi cái lỗi cái ống máu sao, cái này mình nghĩ chắc là 3 triệu vàng quá. Chứ tầng nguyên gâu mình nó quẹt cái này mà không xi nhê là sao? Thôi, đánh lần hình à, chắc là máu 3 triệu nhưng mà thủ nó trâu anh em. Mình nghĩ chắc là thủ nó trâu. Ôi ôi mất được tí 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 này chắc là 1/50 quá. Bó tay đẹp. Cứ tưởng là ngon ăn ai về đâu cái kết nhận lại đau thương quá là đau thương luôn ấy. Thôi được rồi, coi như là clip này thất bại hoàn toàn. Mình xin bó tay chấm com. Bây giờ thì mình sẽ cùng anh em vào xử đẹp con Slime. Lâu lâu quay lại trả thù Slime coi có được không nha anh em. Nhưng mà chắc là không được đâu. Ôi cái này nó bị Ok, chắc là mình sẽ sử dụng để mình cắt lại một số đoạn này cũng được, lát nữa ghép bên kia luôn, trực tiếp luôn cũng được, không phải là vấn đề gì quá to anh em ạ. Ok, này mình sẽ cắt cái đây thôi, này xuống đây một chút đi, đó hợp lý quá. Rồi xong nêu cái nữa nè, này là 165, giờ mình lấy cái 155, 160 nữa là đủ. Đó, hợp lý quá chưa? Ok, con dê liền. Cái kết anh em, nói chung là các bạn giật sâu bây giờ nó khỏe quá đi, nó trâu lắm. Anh em đừng nên ngu người như mình nha, mà chơi dại vậy nha, không nên đâu. Không nên. Đây là điều không nên. Những cái vui chơi rồi mình hôm nay mình sẽ chính thức quay lại trả thù Salime anh em, mặc dù là mình chưa tăng cấp sức mạnh gì hết thì mình tăng cấp sức mạnh nó thiệt là qua này quá dễ dàng. Anh em hãy nhớ lấy câu nói hay của mình, câu nói hôm nay của mình đó là mình tăng cấp sức mạnh xong là con này thực sự là nó chỉ là con ruồi mũi mình thôi. Chém gió ghê thiệt, công nhận mình chém gió ghê thiệt anh em. Rồi để xem coi Salime dạo này coi lâu rồi mình không vào thăm nó thì nó như thế nào. Chào em. Mày hả bưởi, không xin dê luôn anh em, đúng trâu luôn. Như vậy là nó phè một tuần là bờ rút chết nè, cho nên là mình cần phải làm trâu hơn. Với lại ít bữa mình sẽ đổi con bo thành con cây da này anh em, theo như anh em khuyên mình thì đổi cây da thành bo, đổi bo thành cây da chứ, để già hồi máu hỗ trợ với lại giảm hiệu ứng đúng không? Đấy, cho nên ít bữa mình sẽ nghe lời anh em để xem tình hình thế nào. Gì đây, có cái tối cường này đẹp, có cho thấy tối cường mà nó vẫn bị rút máu ghê quá. Con này ma khí khá là cao nè, mấy cái chúng độc này rút máu ghê quá, mình cần phải làm ma phòng cho nó. Nếu làm được ma phòng là ngon ấy, làm ma phòng với lại máu, mình nghĩ là mình cần làm ma phòng với lại máu cực kỳ là trâu bò lên. Chưa anh em, mình đánh còn 16 triệu nè, nó chết queo luôn rồi. Ê à, khó, nói chung là con này đúng là khó. Mình mới 3 triệu anh em, chứ các thanh niên kia qua toàn là 5 6 triệu không à. Chiêu thường nó vẫn đánh bằng vũ khí nè anh em, cho nên mình cần phải làm con này không liên quan đến tiền chiêu, cho nên không cần phải làm chiêu phòng, tập trung làm vật phòng với lại ma phòng và máu, đóng thẳng ba cái đó, sau đó làm tấn công thêm một chút nữa, chủ yếu là trâu càng tốt là vẫn qua thôi anh em. Rồi mình sẽ xem chiến báo của các thanh niên nha. Ôi dồi ôi, anh em thấy không, những cái người qua đây tàn là cấp 190, 184, có thanh niên này 174, 171 nè, là trong là cấp nhỏ nhất nè, nhưng mà để xem lực chiến thôi, chắc chắn lực chiến sẽ hơn mình. Mình có 3 triệu lực anh em, thanh niên này chắc chắn là, ui thanh niên này có 3 triệu rưỡi cũng qua nè. Adu, phải học hỏi thanh niên này ngay, xem chiến báo liền anh em. Từ từ để xem thông tin của thanh niên này đã. Cũng tự tử như mình anh em, 3 triệu rưỡi thì nó cũng tự tử như mình nâng cấp lên 3 triệu rưỡi tự tử ấy. Đầu tiên là nhân vật chính sẽ chơi chiêu lòng thời gian hả? Tức là gì đây, gây thương cho toàn bộ địch khiến sát thương địch gây ra giảm 2 lượt. Ui hợp lý, lòng thời gian mình có chưa ta, mình đang chơi kính tỏa à? Đau đầu vậy. Adu, hợp lý, cần phải học hỏi nha anh em, khiến cho sát thương của mục tiêu bị giảm đó. Trời ơi nó hợp lý quá. Thanh niên này thấy đồ rèn còn thua cả mình đấy chứ. Mẫu vật mang tào lao nè, không phải là tào lao mà là tùm lum tà la anh em, không có theo bộ nè. À, rồi chơi ai nữa đây, Luffy Gen 4 hả, what the hell. À Luffy Gen 4 mà còn Sura luôn nè, Law Revenger nè, trời ơi hoàng kim kia, thủ châu thế, chơi cây da nữa nè, mẫu 600k
so với combo Hancock của mình thì combo Hancock của mình chỉ mới combo có mình 1.2 triệu luôn nè. Để xem tụi nó đi nó đánh đấm sao nha anh em. Chiến báo cho cái da đứng trước luôn kìa. Trời, nó khe cái da chết của heo luôn. Rồi tiếp tục là thằng lo chết Sike nè. Luffy đấm nè, nghĩ chắc là đợi Luffy có nổ. Luffy đấm là chăm nổi xong nó hồi chăm nổi xong đánh đấm nữa, đấm hoài mà. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa vậy mà qua hả? Adu, thanh niên này phải nói là cực kỳ may mắn luôn anh em ơi. Mình thằng lo mà giết được Silime kìa. Mình thấy sai sai đó anh em, chắc là thanh niên này ra trạng thái tối cường chỉ là hồi máu liên tục đó anh em. Nè ma khí của nó nè, ma khí rất là ngon nên lần nào cũng hồi đầy cây nè. Hồi sát thương cao lắm anh em ơi. Đó, nó chích kìa. Cho nó chích kìa. Nó chích con Silime muốn chết luôn á. Trời ơi, nó đánh cỡ nào cũng hồi đầy cây à. Ma khí này mạnh lắm. Đấy, gần đầy cây rồi đẹp. Trời ơi, nhìn nè. 100%, bộ rèn 135. Vật công cũng có nữa nè. Ui, vật công. Ủa, sát thương đánh tay của thằng Lao, Lord Revenger như là cũng bằng ma khí mà ta. Ui, thanh niên này chỉ cần một thằng Lao thôi. Thế mà mình tính toán tới cái da rồi Luffy châm nộ rồi các kiểu. Trời ơi là trời. Đầu thiệt. Đây thằng Lo này nè, đánh thường vẫn là bằng ma khí nè anh em. Cho nên là ma khí nó ngon là ok. Nay mình cũng đã rèn lên 130 rồi. Và ngọc thì cũng rất là ok rồi mà sao mình đánh nó không xi nhê là sao nhỉ? Chắc mình phải coi là cái vấn đề này chứ. Đâu mình thử đưa thằng này lên đầu để mình đánh thường, đánh chày thử nó coi sao nha anh em. Ôi đánh thua rồi anh em, đánh không có bằng được. Không có bằng được thanh niên đó. Nó sao ấy. Quá là vô lý luôn anh em. Mình thấy là hơi sai đó, mình lát mình cần phải xem lại thanh niên đó. Mình tính ra là mình chơi tới ngọc kia luôn ấy. Mình chơi tới ngọc ngọc phần trăm rồi các kiểu có thêm hiệu ứng luôn rồi đó. Mà còn đánh không xi nhê mà thanh niên đó mới ngọc bình thường, ngọc trái tim thôi mà đánh hơi bị đau. Đánh đạo vãi nè. Ma khí cao, chắc là ma khí cao. Đây, anh em có thể nhìn thấy là ngọc của mình ngọc hổ mang nè. 107.5%, ma công cộng thêm 4k3 và cộng thêm thiên phú 0.129 rồi nè. Rồi ok, thua, nói chung là thua. Mình cần phải xem xét lại thanh niên đó coi thế nào đó anh em. Chúng ta cần phải học hỏi những người đi trước. Rồi đưa lại đi. Ghê quá nhờ. Cấp 171, 171 thôi. Mà thật sự là chiến thắng là nhờ vào thằng Lo thôi đó anh em. Ghê thiệt chứ. Thằng Lo này nâng cái máu lên level 90 luôn rồi nè anh em, gắt thiệt. Cái ma khí này là có thời trang luôn, có thời trang mũ bảo hiểm luôn nè. Đấy, mình ít rồi mình sẽ đổi một cái nha anh em. Đổi một cái để lấy cái đó. 135 mát sao vàng, 7 sao đỏ, khắc ấn là 55. Có cái này. Ma công là 3S cộng này anh em thấy không? Ma công 3S cộng. Cái vũ khí này thì mang cho nó có thôi này anh em, chứ đâu có phải là gọc phần trăm gì đâu thế anh em thấy không? Ủa nhưng mà cái trong cái trận chiến của Slime là thanh niên này mang cái vật công của ai ta? Như là mang vật công của ai ấy, mình nhớ là cái vật công 100 mấy á. Đây nè, vật công này nè, vật công của thằng Buget. Đó, chính là cái vũ khí này nè. Khó hiểu. Hơi là khó hiểu một chút. 3S cộng. Hiệu quả miễn dịch. Hổ đen cá mập xanh lớn. Thằng Lo của mình thì nó mang cá mập xanh lớn với Titan. Trời ơi. Đây, ma công của mình là bé trừ, thua khoảng 2 bậc. Báu vật thì báu vật bạn đã cùi nè. Ít bữa mình sẽ mang full báu vật Sirao Si của con bo để sang cho thằng Lo. Sau đó tẩy ma công thiên phú nữa chắc là ok đấy. Bây giờ mình sẽ test thử đưa cái vũ khí của nhân vật chính này sang cho thằng Lo rồi đánh có đau không nha anh em. Chứ mình thấy là nó hơi sai. Chiêu thường của Lo vẫn là đánh bằng ma khí, trong khi thanh niên nó mang cái vũ khí vô là đau, khá là đau. Cho nên mình phải vô thử nghiệm xem thế nào. Đau chưa nè. Chứ vẫn chạy anh em, vẫn chạy thôi. Cho dù mang vũ khí giờ thì vẫn chạy thôi. Nói chung là nó không có liên quan gì tới cái vật công cả. Tại vì đánh thường và đánh nộ của thằng Lo vẫn là cái ma khí, ma công. Cho nên là không liên quan. Rồi ok, mình đã hiểu rồi. Ít bữa mình sẽ tăng cấp sức mạnh. Tính ra là thanh niên nó cấp 171 mà vượt qua nhờ Lo. Tính ra mình nghĩ chắc là một phần nhờ may mắn đó đi. Một phần nhờ may mắn.
một phần là nhờ lo kia sát thương rất là cao luôn, mình không hiểu sao sát thương lo lại cao vậy luôn. Anh em sẽ comment ở bên dưới nha, giải thích giúp mình tại sao lo sát thương lại cao vậy. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình, nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh. Nếu có những quảng cáo thì em nhớ click ủng hộ cho mình nha. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều và chúc anh em một ngày tuyệt vời. Bye bye. Chết không kịp ngáp luôn mà. Hồi nãy là đã được 16 triệu, giờ được 17 triệu. Ui, lên 16 triệu nè. Có tiến bộ đây. À, chắc là không đâu. Không tiến bộ lắm. Lấy lại cái vũ khí đã. Xem sơ qua về báu vật hoàng lo anh em. Ôi báu vật cũng hỗn loạn nè. Ôi tại cả tuyệt chiêu thiên phú là thế nào. Ui.